Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn công cụ đăng ký các dịch vụ mobile internet của Viettel một cách thuận tiện, dễ dàng, đó là cú pháp sao 191 thăng. Thao tác sao 191 thăng, nhấn gọi. Xuất hiện màn hình chào mừng đến với các dịch vụ mobile internet, vui lòng lựa chọn. 1. Kiểm tra gói cước. 2. Các gói mua thêm lưu lượng. 3. Nâng cấp gói cước. Lựa chọn dịch vụ nào, bạn chỉ cần thao tác vào các mục cụ thể 1, 2, 3 để thực hiện. 2. Soạn tin, tên gói cước, gửi 191. 3. Đăng ký qua trang Viettel Portal, đăng ký là thành viên. 4. Đăng ký qua trang naptien.viettel.vn. Cách đăng ký các chương trình khuyến mại của Viettel, đó là cú pháp sao 109 thăng. Thao tác sao 109 thăng, nhấn gọi. Xuất hiện màn hình chào mừng quý khách đến với các chương trình khuyến mại của Viettel, vui lòng lựa chọn. 1. Đăng ký tham gia khuyến mại.